Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 3, tình hình thị trường chứng khoán trong nước và thế giới có gì đáng chú ý? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Chỉ số Dow Jones đã giảm nhẹ vào ngày thứ Tư, 8 tháng 3, khi mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là Jerome Powell gợi ý về khả năng tăng lãi suất cao hơn trong thời gian tới. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones đã giảm 58,06 điểm, tương đương với 0,18%, xuống mức 32.798 điểm. Trong khi đó, thì chỉ số S&P 500 đã tăng 0,14% lên mức 3.992 điểm và chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 0,4% lên mức 11.576 điểm. Dữ liệu mới về thị trường lao động đã khiến cho các nhà đầu tư lo ngại rằng lãi suất có thể tăng cao hơn nữa. Dữ liệu cho thấy cơ hội việc làm đã giảm thấp hơn so với dự báo trong tháng 1 năm 2023, còn báo cáo việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ tháng 2 đã giảm mạnh hơn dự báo. Kết quả này đã khẳng định rằng nền kinh tế đang đứng vững bất chấp việc Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất. Còn đối với thị trường trong nước thì tiếp tục đà tăng ngày 8 tháng 3, VN Index đã có một phiên giao dịch khởi sắc trong ngày hôm nay. Sự tích cực đã lan tỏa ngay từ đầu phiên, sau đó thì biến động trên mức tham chiếu đến hết phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đóng cửa mức 1.055,95 điểm, tăng 6,77 điểm, tương ứng với 0,65%. Trong khi đó, thì VN30 đóng cửa mức 1.050,28 điểm, tăng 9,69 điểm, tương ứng với 0,93%. Hầu như toàn bộ các nhóm ngành đều tăng điểm trong phiên ngày hôm nay. Hóa chất, bán lẻ và ngân hàng là ba nhóm ngành tích cực nhất trong phiên với một số cổ phiếu tiêu biểu thì có thể kể đến như là DGW tăng trần, STB tăng 4,5%, VIB tiến lên 2,4%, DGC tăng 2,6% và MWG tăng 1,5%. BIDV mặc dù là cổ phiếu kéo thị trường trong thời gian qua nhưng trong phiên ngày hôm nay lại ngược dòng khi lại giảm 0,7%. Các cổ phiếu điện cũng tích cực trong phiên ngày hôm nay thì có thể kể đến như là PAO tăng 2%, GEX tăng 5%, GEG tăng 2,8%, NT2 tăng 1,3%. Dầu khí lại là nhóm ngành tiêu cực nhất trong phiên ngày hôm nay khi giảm 0,3%. Với sắc đỏ xuất hiện ở PVD giảm 1,1%, PVS giảm 1,5% và PVC giảm 2,4%. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện so với các phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên mua dòng thứ 3 liên tiếp với tổng giá trị khoảng 180 tỷ, chủ yếu mua dòng HSG với giá trị 65 tỷ, SSI 56 tỷ, PAO 39 tỷ, trong khi đó họ bán dòng DCM 64 tỷ hay là Vietcombank 39 tỷ. Chuyển sang phần tin trong nước thì liên quan đến một ngành rất hot trong thời gian gần đây, đó là ngành bất động sản. Thì thông tin mới nhất cho thấy rằng là tồn kho bất động sản sẽ tiếp tục tăng cao. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Xây dựng thì cho thấy trong năm 2022, mặc dù gặp khó khăn nhưng mà thị trường bất động sản vẫn ghi nhận sự phục hồi. Với tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công trong năm 2022 là 150.268 giao dịch. Nguồn cung bất động sản đạt 63.405 căn hộ, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai để đưa vào giao dịch trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, tổng giá trị hàng tồn kho của một số doanh nghiệp bất động sản lớn niêm yết trên sàn chứng khoán cũng tăng nhanh, chạm mốc gần 272.210 tỷ đồng, tức là tăng 26,4% so với cuối năm 2021. Thông tin tiếp theo liên quan đến diễn biến vụ việc F88 bị điều tra. Thì trong ngày 8 tháng 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, hay viết tắt là SCIC, đã có phản hồi về việc Quỹ Đầu tư Việt Nam Oman, hay còn viết tắt là VOI, đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Kinh doanh F88. Theo SCIC, thì nguồn vốn đầu tư vào F88 được thực hiện bởi Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman. SCIC khẳng định rằng đơn vị này không đầu tư vào F88. Về vai trò của VOI đối với khoản đầu tư, thì SCIC cho biết VOI không trực tiếp thực hiện đầu tư vào F88, mà vai trò của VOI là tư vấn đầu tư và quản lý tài sản theo hợp đồng dịch vụ giữa VOI và Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman. Trước đó thì vào ngày 2 tháng 3, F88 thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu đô la Mỹ, tức là tương đương với gần 1.200 tỷ đồng trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư dẫn đầu vòng này là Quỹ Đầu tư Việt Nam Oman, chính là đơn vị VOI mà chúng tôi nhắc tới ở trên, và Quỹ Mekong Enterprise Fund. Chuyển sang phần tin thế giới thì đối với tình hình lạm phát đang căng thẳng ở nhiều nơi thì mới đây nhất, ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, gọi tắt là ECB, là bà Christine Lagarde, đã cam kết rằng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hạ nhiệt lạm phát và khôi phục sự ổn định giá cả trong Eurozone. Tuần trước thì bà Lagarde cũng cho biết do lạm phát cơ bản trong Eurozone sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới, ECB đã tăng lãi suất 3 điểm phần trăm kể từ tháng 7 năm 2022 và có thể là sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm nữa vào ngày 16 tháng 3 tới. Tuy nhiên, thì các nhà đầu tư gần đây dự báo mức tăng lãi suất cao hơn do là lạm phát vẫn đang ở mức cao. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé!